Một vụ đâm chém xảy ra tại trường trung học Franklin tại Murrysville, tiểu bang Pennsylvania. Tin từ Pennsylvania, thành viên của giáo hội Calvary Lutheran đã tụ tập bên ngoài nhà thờ, cầm nến ở trên tay để cầu nguyện và khích lệ các học sinh bị thương vì một vụ đâm chém xảy ra trong trường trung học đệ nhị cấp Franklin ở trong cộng đồng của Murrysville, cách trung tâm Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania khoảng 15 dặm. Kẻ tấn công lén lút đi qua hội trường, dùng dao đâm vào thân thể, mặt mũi và tay chân của các em học sinh. Một số em đã bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch, được điều trị trong một bệnh viện lân cận. Các em học sinh hồi tưởng lại tình trạng hỗn loạn đã xảy ra khi chuông báo động reo vang. Kẻ tấn công sau đó đã bị thầy phụ tá hiệu trưởng khống chế. Cảnh sát trưởng Tom Seifel của thành phố Murrysville cho biết là nghi phạm hiện đang bị cảnh sát giam giữ và điều tra.